Làm gì mặt mày, mày ai đánh mày? Em mới quạt xe đám Tú trước cửa kìa, chưa kịp nói năng gì hết, kéo bậy kéo lũ lên hội đồng, anh cửa tức không? Kìa hàng đâu rồi, đưa em ra em chơi tụi nó rồi. Mấy thằng chó này cho nó chơi. Dạ anh hai, từ từ đi. Trời đất ơi, mình lớn hết rồi, có cái chuyện gì thì bình tĩnh mình giải quyết chứ. Bình tĩnh cái gì? Thôi mà, anh vô anh lấy dầu xích cho anh An đi, chuyện đó để em tính cho. Định làm gì ta? Thôi để đó đi. Ủa là ê, lấy cho mình chai dầu đi. Uống đau quá trời nè. Ê, nó định làm gì tôi? Ê, lại vậy, lại bị đâu hả? Mày đâu hả? Em đã thấy bà đó chứ làm gì? Ê, sao nó kêu bình tĩnh lại cái gì vậy? Mày là phải là thằng Tú cho em, cho cô gì đúng không? Hả? Mày là con điên rồi nữa. Mày không cần biết tao là ai. Mày mới đánh anh tao đúng không? Hả? Rồi anh mày lần nào nữa? Anh của tao là An Áo Đen. Ha? Mày đạp bây giờ cái mỏ của ổng sưng chù dù rồi, máu không à, mày thích chối không? Trời ơi là trời, nó tự té đó bà nội ơi, ai bị ảnh nào quýnh nó. Tao nói cho mày biết nha, mày mà đụng tới anh em của tao á, thì mày tới số với tao rồi. Ra mày chết thì rồi. Cái con này, mày khùng quá. Mày còn chối hả? Mày đánh anh tao mà, mày nè, mày hứa không? Vậy cái gì vậy? Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi hung dữ, trời ơi hung dữ, trời ơi hung dữ. Em muốn đánh á. Đánh cái gì mà đánh, thôi bỏ đi. Gì mà xui dữ vậy trời, cùng điên gì đâu không. Ôi về mày xui quá, quán gì đâu mình đậu không có bình thường. Canh đây, canh đây, canh tới đây. Thơm. Chứ sao em nấu mà. Ê mày đừng có tưởng mày nấu đồ ăn ngon tao quên nha. Nè mày làm ơn giùm tao một cái, mày là con gái con lứa, mày mốt ra đường á bớt quýnh người giùm tao có được không? Chưa ăn, chưa kịp ăn. Trời ơi, coi nó gán lứa đã quýnh người bụp bụp vậy á. Thôi, thôi, ăn cơm đi tính mà. Cơm đi tính, cơm đi tính, cơm đi tính, cơm đi tính. Mà nè, tính ra mày cái nết vậy thôi chứ nấu ăn ngon á. Từ ngày mà mày lên đây mở, tao cảm giác là có lọc ăn. Trời. Ủa chứ nào giờ tôi nấu ăn không ngon hay gì? Nhưng mà nó ngán. Đó, thấy không? Nghe chưa? Nấu ăn nuôi khôn lớn biết bao nhiêu lâu nay. Ăn xong rồi bây giờ nói câu đó thứ bất hiếu. Mất dạy nha. Ôi mà, bây giờ ngon á thì hai anh ăn nhiều vô một xíu đi. Chứ khen hoài em cũng mất cỡ chứ bộ. Ừ. Mà em cũng chưa cảm ơn hai anh là cho em lên đây ở nhờ nè. Rồi để cho em tiện đi học nữa. Đã vậy nha, còn tạo điều kiện cho em ra quán cà phê để em đi làm kiếm tiền nữa. Thôi mày ơi, mày đừng có thảo mai giùm tao một cái. Anh em hỏi nhau chứ không phải là người dưới nước lã. Mày coi mày sửa cái nết mày lại đi. Giờ mình chưa có bồ đỡ, lỡ mình có bồ mà nó gặp cái nết mày vậy nó chạy tám hướng. Không dám đâu, nhiều khi là nó không dám làm quen luôn chứ đừng nói. Ủa mắc gì, em cũng đẹp gái xinh gái chứ bộ trời. Với lại em cũng cố gắng sửa đổi từng ngày chứ bộ. Đâu? Nè, nhìn đi đừng ăn nữa, nhìn đi. Nhìn đi bỏ đổ xuống. Là tao ngưng nhai rồi nè. À. Làm quê vậy? Có con dám em sợ. Tao mới ăn nghe, đừng để tao hỏi nghe, tao xiên cái này vô con mắt mày đó. Ê mày sợ giả chân luôn á, sao có thể mày diễn giả được như vậy hay gì? Thôi mệt quá, không có làm nữa đâu. Mắc cái gì trời? Ủa con gái là phải nhất thiết là phải yểu điệu thục nữ, phải nít na dịu hiền hay gì? Trời ơi, miễn sao mình sống là chính mình là được rồi, đúng không? Nè, không phải, không có cấm mày sống đúng với chính bản thân mày. Nhưng mà mày làm ơn mày ra đường mày bớt đánh người giùm tụi tao, mày hiểu không? Em nói cho anh nghe nè anh, khỏi cần nói. Em nha, em dưới quê á, em trồng rau, trồng lúa nè. Một mình em, sức của em hết căng được hai ba thằng con trai luôn á. Mày trâu bò hay gì mà làm thế ghê vậy? Thì đó, ủa? Alo, gì? Mày giữ tụi nó lại, tao qua tao xử lý cho. Gì vậy? Thằng Tú nó cho người con quỷ quán nữa kìa. Nữa hả? Mày mày. Hôm bữa em mới đập nó hết một trận rồi, vậy mà nó không chịu tởn. Trời ơi, để đi, em dẹp tụi nó luôn. Cái... Ê, tao lại mày. Mày ngồi xuống. Tao lại mày. Mày nhà mày giữ nó đừng cho đi, để tao xử lý cho. Xử lý sao? Cả đám người đó. Tao lớn tao biết làm gì. Gọi công an nha. Ổn vậy? Dạ, má mực quỷ nó quýnh đầu kia chứ. Sao có mình mày vậy? Con em họ mày đâu? Nó có rảnh đâu gặp mày. Nhưng mà mày làm việc với tao được rồi. Chia à? Ủa dưỡng mặt tao hả ta? Mày thấy nó quýnh sưng cái tay tao không? Còn đập banh cái kiến xe của tao nữa. Bây giờ á, mày kêu tới đây nè, quỳ xuống, xin lỗi tao, rồi bồi thường thì tao mới bỏ qua cho. Nó đánh mày, mày đập cái quán tao thì coi như quề đi. Thằng này mày nghĩ mày có cửa với tao gì mày kêu tao bồi thường của mày? Chó này mày giỡn mặt tao đập banh quán mày không? Mày nói chuyện mày phải kê kê gần gì hả? Mày đứng xích xích rồi coi. Giờ coi như tao chịu thiệt đi.
Nè, cầm đã 2 triệu coi như bồi thường á. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao tới đây ăn xin mày hả mày? Mày nhận lấy, tao lấy. Đập đứa Ken. Ê, trời. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ê, mày da. Mày dám ăn hiếp anh tao hả? Mày kiếm tao đúng không? Tao nói cho mày biết nha, mày mà đụng tới anh em tao á là mày tới số với tao nữa. Ừ. Lần này tao bỏ qua nha, lần sau á mày chết cũng tao. Thôi đi về, anh đây không sao được rồi. Tao đó chưa bỏ qua tụi bay đâu. Chó. Thôi đi. Mày. Ê. 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 Chạy đi. Ê. Trời. Ê. Anh ơi. Anh ơi. Quý mày làm rồi. Làm gì? Ê. Ê. Ê, 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 đi phải gọi cứu đi. Anh Lan, anh Vinh. Ủa? Vậy kìa. Ủa vậy hả? Đau không? Thế sao người rồi? Chắc là người của em còn thuốc tê á, cho nên là em không biết cảm giác gì hết á. Thôi, không sao đâu, hơi thuốc tê nó mới đau. Trời ơi, cái miệng mày. Thì đúng là vậy mà. Thôi, cho anh xin lỗi đi. Anh nghĩ đưa tiền cho tôi nói là xong, ai mà ngờ nó liều dữ gì. Không sao đâu, người cần xin lỗi là em mới đúng nè. Tại vì em đánh tụi nó trước, cho nên tụi nó mới trả thù em như vậy. Mệt quá à. Tại em đang mệt ấy, không anh chửi vậy đó. Làm gì hai anh em ngồi xin lỗi qua xin lỗi lại hoài, không ai vừa phải thôi. Mệt ghê. Ê, nó nghe nè, cái chuyện mà em đánh người em biết sai là đúng, đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà em biết rõ đó không phải là chuyện sai. Em là con gái, ví dụ mà có chút ngón nghề như vậy á thì ra đường em tự bảo vệ được bản thân mình tốt chứ có gì đâu. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, bằng vũ lực. Còn cái thằng kia á là anh cho lên phường rồi, chắc là đợt này á là ra tòa một phát là nó ra ở tù hơi bị lâu rồi. Em biết rồi, mà qua chuyện lần này á em cũng cảm thấy hai anh nói đúng. Mai mốt em sẽ cố gắng sửa đổi hơn. Mà em có chuyện này muốn nói với hai anh nè. Gì? Chắc là sắp tới em dọn ra ngoài ở á. Ủa? Sao? Tự nhiên ra ngoài ở. Ủa anh làm gì? Tụi anh làm gì sai hả? Không phải, tại vì em có mấy đứa bạn học chung đại học á, nó rủ em ra ký túc xá ở để tiện đi học hơn. Hết hồn, tưởng giận gì hai anh chứ. Thôi vậy đi, cũng tiện cho việc học vậy cũng được. Ra ngoài đi rồi nào rảnh rảnh về thăm nhà, về thăm hai anh. Ê, bữa nào coi rảnh dạy võ anh coi anh đi con đá cú họng với mấy thằng trẻ trâu coi. Tới mày nữa, tao đá cú họng bây giờ. Biết rồi, mệt quá, giỡn thôi. Chứ biết mà, làm gì cũng phải sử dụng cái đầu chứ không phải là sử dụng đánh đấm, thấy không? Rồi, nghỉ ngơi đi. Nay đang nấu cháo nữa kìa. Vậy ai nấu? Vậy em nấu hay anh nấu? Ok, ok, ok. Nấu thì em làm thuốc cho nó uống. Làm đi nha. Biết mẹ em tao nhưng mà mẹ mẹ tao vậy đó. Mày là con điên nào nữa? Mày không cần biết tao là ai. Từ từ đi. Trời đất ơi, mình lớn hết rồi. Nói chuyện mình phải kê kê gần vậy hả? Mày muốn thiết xích rồi coi.